Chào đón tất cả quý khán thính giả đến với phần tin tức nổi bật với Đinh Quang Thái, Hoàng Trọng Thụy vào chiều ngày hôm nay. Gửi đi chào anh Đinh Quang Thái kính chào quý khán giả và anh Hoàng Trọng Thụy. Tại sao hôm ngày hôm nay anh, anh lại Tại sao ngày hôm nay anh lại muốn tôi phải giới thiệu đầu tiên mà lẽ ra anh phải giới thiệu. Thưa vi khán giả và bởi vì ngày mai ngày lễ cái này mà tuổi già sức yếu, mình muốn có một ngày được thay đầu óc nó hoàn toàn thanh thản. Anh ra thưa thật quý khán giả thứ lỗi là chúng tôi có nhờ anh Hoàng Trọng Thụy hôm nay anh làm chủ sĩ từ đầu tới cuối. Không anh dám không dám. Headline anh soạn tin và bây giờ anh cái gì lạ trong ngày hôm nay không có. Uh cái gì làm ngày hôm nay hả? Đá banh. Đá banh hả? Anh đâu có theo dõi đá ở, banh đâu phải không? Thú thật là đá banh thì tôi không, không 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 có xem cái đó là cái nhà quê lắm đấy. Nhiều Th... người cứ bảo là ở sống mà không biết đá banh thì còn gì thú vị nữa nhưng mà thú thật là mình không có để cái đầu mình vào. Nhưng mà thú thật với anh anh, anh Đinh Quang Thái anh nói đúng á thưa quý vị vào những cái ngày trên thế này thứ tư, thứ năm, thứ sáu cuối tuần thanh Gia vinh á mình không có đầu óc làm tin tức nữa. Tôi chỉ muốn làm tin tức gì vui chẳng hạn tôi với anh ngồi nói, nói chuyện nấu gà quay Uh, cái đó thì lại càng chết nữa tôi từ trước bây giờ tôi chỉ có một cái cách duy nhất là mua một con gà về rửa sạch xong bỏ vào trong nồi luộc còn nó ra làm sao thì mình không biết yeah. luộc như thế nào thì anh không, không biết, biết luôn yeah. uh, thưa quý vị thực sự thì uh, những tin tức trên thế giới bây giờ là chuyện đa phần là mấy ông việt nam chúng ta tập trung vào vấn đề đá banh xem đá banh mỗi ngày rồi à, những cái chuyện à, về động đất à, rồi à, iran lẽ ra mình nói chuyện thêm về vấn đề iran khi mà các cuộc biểu tình à, ngày hôm nay đó những người dân trong đó họ mới thấy rõ đó cái thành phần trẻ ngày nay ở iran đó anh họ có cái tư tưởng thoáng vô cùng vì sao họ có những cái người là sống lưu vong Iran, Iranian sống lưu vong ở Mỹ ở ngoài thì những người đó liên lạc gửi tin về và bây giờ họ có sử dụng điện thoại họ có những cái app thì họ xem họ thấy tại sao đời sống của người trẻ ở nước ngoài nó vui nó sung sướng như thế tự do như thế tại sao chúng ta ở đây chỉ mỗi mặc cái áo mặc cái 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 khăn mà không có chùm đầy đủ thôi lại cũng bị cảnh sát đạo đức nó bắt cho nên những người mẹ những người tranh đấu cho iran ngày hôm nay kêu gọi nước ngoài thế giới bên ngoài hãy cùng góp tay với họ để làm sao thay đổi được họ nói tội nghiệp lắm chúng tôi chỉ muốn có một đời sống tự do hơn và cái đời sống này họ nói nó không khác gì mà quý vị giống như hơi thở ăn uống vậy thôi mặc áo quần chúng tôi thích mặc quần áo như thế nào chúng tôi mặc không muốn mặc áo quần để ra đường sợ cảnh sát đạo đức bắt giữ chưa hết là cảnh sát Iran bắt các cô vào đã có những cái trường hợp họ hãm hiếp các cô bên trong các trại giam. Thưa anh giả cái lịch sử nhân loại uh, có những cái biến cố mà nó có một ẩn số tiềm ẩn phía dưới. Tất cả mọi cái chuyện bề mặt ở bên trên đó nó chìm sâu bên dưới mà người Việt Nam mình có cụ Lý Đông Nga dùng một chữ hay lắm đó là sóng đáy. Cái sóng mà nó nằm ở dưới đáy nó không nổi lên trên. tới lúc nó nổi lên thì mọi việc xong rồi. Dạ. Thí dụ cái cuộc cách mạng à, xảy ra tại Ai Cập Có ừ. 18 ngày thôi Đấy, Cái ông anh, Tổng thống anh cầm quyền à. 31 năm đó. Không ai làm gì được ông hết Nhưng mà sau khi cái chết của một người thanh niên xong Thì dạ. toàn bộ cuộc cách mạng đó Anh Thụy cứ biết là dạ. Có một người đầu tiên 28 tuổi Họ dùng cái điện thoại cầm tay đó dạ. Họ lan truyền hết những tin tức Và chúng tôi có đến xem tận nơi Cái quảng trường Cairo dạ. Khi mà sau cuộc cách mạng đó rồi Mình mới thấy là dân chúng Ai Cập Họ nói cái câu này này enough is enough đủ rồi. không? Oh. Cho nên họ đứng dậy để họ lật đổ một chính quyền. Tình hình tại Iran mình cũng không biết đó, được. Nhưng mà anh 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 nhìn hai cái xã hội Ai Cập giàu xa nó cũng còn cởi mở hơn rất nhiều so với cái độ thần quyền triệt để. Đấy, nhiên như của Iran tại vì um, Iran đó, họ đó họ bị cái giới, ông ông, ông, ông Khomeini ông đó. chủ Khomeini yeah. đó. Uh, ngày xưa tôi nhớ là cái lúc mà ông tổng thống Ahmadinejad uh, nói gì thì nói, dạ. nhưng mà ông giáo chủ tuyên bố ừ. ngược lại là ông Ahmadinejad dạ. là im ngay. Đến giờ cái vấn vậy. đề thần quyền nó nặng lắm, nhưng mà cũng không biết được bởi vì tất cả các văn minh nhân loại chứng minh một điều thế này là không có một đế quốc nào, không có một cường quốc nào mà chỉ vì mãi à, dựa trên một cái nguyên tắc ừ. cai trị được nếu họ không thay đổi theo thời gian, họ không thích hợp với cái chiều tiến hóa của con người đó thì cái chế độ đó sẽ bị đổ thôi à? Ừ. À, vấn đề thứ nhì là vấn đề à, Ukraine, à, cái tình hình Ukraine hiện nay các à, quốc tế họ đang rất quan ngại là bắt đầu bước vào mùa đông và các vụ tấn công của nga vào thủ đô Kiev, à, Lviv và các thành phố khác bây giờ họ nói rằng hơn phân nửa Ukraine ngày nay nó không có điện, sưởi ấm mà khổ nổi đó, à, người, họ nói người dân Ukraine họ dùng uh, cái máy cái sưởi của họ đó là đến từ những cái nhà máy cung cấp cái nguồn điện để cung cấp cái việc sửa cho họ. cho nên cái vấn đề khó khăn hiện nay. nhưng mà cũng có cái tin lạc quan đó. chúng à, tôi đã thấy đó là trong cái trận chiến mùa đông này á, giữa lực lượng Ukraine thì họ lấy có phần nổi trội hơn với phần nga. vì ít nhất là Châu Âu, Hoa Kỳ cung cấp à, những cái thiết bị quân sự ấm cho lực lượng của Ukraine. trong khi đó ở nga thì những cái báo cáo họ nói đó ngay cả những người mẹ, những người uh, chị của những người lính tân binh được chuyển gửi ra chiến trường, chính họ phải bỏ tiền để mua quần áo ấm, bởi vì họ họ không thấy uh, chính phủ Putin cung cấp cho lực lượng uh, Nga, cho nên uh, có tin thì nói rằng uh, Ukraine có thể chiếm được Crimea từ bây giờ cho đến mùa xuân 2023. riêng anh thì nhận định cái tình hình đó uh, với uh, cả hai bên bắt đầu bước vào cái trận chiến mùa đông này sẽ như thế nào nhìn vào lịch sử của nga thưa quý vị trong lịch sử của nước nga đó người ta hay nói rằng nga có một ông tướng giỏi ghê lắm đó là ông tướng mùa đông à. winter general <laughs> yeah. khi mà napoleon đánh vào nước nga ừ. mà cái trận itinshaw tức yeah. là 1812 đó yeah. napoleon vào được tới moscow rồi nhưng mà vì ừ. thua ông tướng mùa đông lạnh quá lạnh quân hoa. quân pháp chết cũng không nổi. Chết hết. Yeah. Cho nên chúng ta mới có cái bài nhạc nổi tiếng của Tchaikovsky, Tchaikovsky là yeah. 1812. Yeah. Mà cuối cùng bằng những cái dàn đại pháo cứ gọi uh, July 4 của nước Mỹ đó. Uh, tại uh, dòng sông Potomac là người ta hay dùng cái 1812 để người ta trình tấu. Yeah. Rồi tới quân Đức. Đấy. Khi mà Hitler đưa yeah. quân vào đánh tới Moscow rồi cũng yeah. không chịu nổi không, không mùa đông. Mùa mặc dù nước Đức rất lạnh vào mùa đông nhưng mà không chịu nổi với nước Nga nhưng mà cái ông tướng mùa đông của nga kỳ này vui à, biết tại sao, thế sao ukraine với nga nó lạnh như nhau <laughs> vâng. cái nhiệt độ y hệt như nhau ừ. và dân ukraine họ đã từng xuất thân từ liên bang soviet à. tức là cộng sản liên xô họ đã được trang bị đủ tinh thần vào mùa đông ừ. dĩ nhiên trong cái tình hình này đó thưa quý vị chúng tôi ở bên đó hai tuần lễ chúng tôi thấy rằng những ngôi nhà mà ở ngoài thành phố đó ừ. tất cả cái sàn nhà của họ đó thì họ phải gắn cái hệ thống sửa điện À, tức là những cái sợi dây điện đó, nó chạy ở dưới cái sàn đấy này. để yeah. khi mà lạnh quá họ bật cái công tắc điện lên đó, yeah. thì tự cái sàn nhà nó ấm tức là chung quanh nhà họ phải chịu được ấm yeah. nhưng mà bây giờ đó khi quân nga đánh vào những cái hạ yeah. tầng cơ sở đó, đó là cả một vấn nạn đúng nhưng mà thưa quý vị sáng ngày hôm nay thì um, hội đồng Âu châu đã đưa ra một nghị quyết lên án nga là một nhà nước bảo bảo trợ cho khủng bố nặng lắm đấy bên à, có tin nói rằng đó, phía nga trong thời gian qua họ không đánh ở chiến tuyến mà họ đánh vào các nhà máy điện của Ukraine á, là muốn tạo áp lực lên người dân. Họ lạnh quá, họ chịu không nổi. Thế là họ muốn áp lực với chính quyền Zelensky để thương lượng với Nga. Nhưng mà anh nhìn và anh thấy bản tin đó thì với cái tinh thần chiến đấu của lính Ukraine và người dân thì họ có nghĩ rằng Nga thành công trong cái việc mà đánh vào tâm lý lạnh của người dân Ukraine hay không? À, chúng ta thấy yếu tố này là tất cả những cái vùng chiến địa tập trung trực Kiếp và những thành phố lớn còn những cái thành phố mà đi xa ra ngoài, từ cái làng của chúng tôi tới sát biên giới, đã họ sẽ sẽ không bị cái 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 cảnh này bởi vì quân nga không có đánh vào những ngôi làng mà ừ. không có cách chiến lược nữa. Ừ. thì đối với dân của thủ đô Kiếp cho hạn thì ông thị trường ông đã nói rồi, ông thủ ông ừ. ông, ông 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 đô trưởng ông bảo chuẩn bị uh, có thể phải di tản ra ngoài thành phố. Ừ. thì uh, người dân Ukraine họ đã ra khỏi đất nước họ và bây giờ có những 500.000 người đã, quay trở, đã về, quay trở về và bây giờ cầm súng chiến đấu Ừ. nghe tôi vẫn tin là cái tinh thần của dân tộc Ukraine đó họ sẽ vượt được qua được cái khó khăn này. Đó là chưa kể có thể trong những ngày sắp tới, Tây phương và Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ thêm những cái um, trang cụ để mà ngay cả dân chúng cũng có thể trải qua được một cái mùa đông rất là đáng sợ trong những ngày tháng sắp tới. Đó là tình hình nước ngoài riêng với tình hình Hoa Kỳ thì chuyện gì xảy đến và đặc biệt nhắm vào hồ sơ của cựu Tổng thống Trump. Cứ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin nổi bật ngay sau phần quảng cáo.